2 xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Mô Đi Dò. Bình viên Tàu Lao Chào Đao Trần Hoàng Đại Lâm Balotelli. Đây là sân cầu tre Huyền Thoại, hẻm 139 đường Lương Thế Vinh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Đi trước mặt ông Kính Lâm là Gơ Tây Úc đẹp trai, bản hợp đồng trọn đời của Gơ Tây, ăn lấy thua cũng lấy luôn. Bên kia là Phước Tim Cường Kem Quay Messi, đầu dò tự do 1-0. Một pha công quá rác rồi của Gơ Tây. Liếp rồ, chai nóng và chai lạnh 135.000 một chai, chai đầu mỏi vai gáy 145.000 một chai. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Zalo, số điện thoại của Lâm trên các phần mô tả tiêu đề video của tất cả các clip các bạn. 2-0. Ghi phản vào cái mắt này luôn. 2-0. Ba không. Đây là cặp bài chồng Hưng Mi Yon và Dương Quá đang cãi nhau. Sao xét bóng thua rồi? Đây đang cãi nhau. Quá hay cho Gơ Tây. Đây là Dương Quá. Xét bóng trước là Dương Quá và Hưng Mi Yon. Đây là Hưng Mi Yon và Dương Quá đang cùng chung bộ với nhau và cãi nhau luôn sơ bu và luôn sơ bu luôn rồi. Bốn không. Bốn không. Một pha trẻ vừa. Quá tuyệt vời cho Phước Tim. 1-4. Lại là cái chân của Juan Messi. Phòng thủ không được tốt rồi. Năm một. Bên kia là đổi chí thật là Juan Messi đang ở dưới và Cường Kem đang truyền hai cho Phước Tim. Quay cho Phước và một pha phòng thủ cũng tuyệt vời vậy rồi cho Úc đẹp trai. Lại là Úc đẹp trai. Lại là Úc đẹp trai. Gơ Tây là người tự sát tại bãi cát. Úc đẹp trai, bản hợp đồng trọn đời của Gơ Tây, ăn lấy thua cũng lấy luôn. Đây có thể nói là bản hợp đồng chưa từng thấy, kỷ lục của thế giới. Đây là Úc đẹp trai, bản hợp đồng rất đáng để được xem. Sau thời gian nữa Úc đẹp trai sẽ rất lên tay, vì Úc đẹp trai hiện tại bây giờ chuyển qua Kỳ rồi. Gơ Tây đầu tư cho Úc đẹp trai. Hai năm Bikram. Thank you.
Bình ba quá vất vả các bạn ơi. Quá hay, chốt đẹp trai. Một ba nỗ lực gì rồi cũng đẹp trai. Quá hay chốt đẹp trai. Bóng ra ngoài. Bóng ra ngoài. Các bạn nào có chơi đam mê chơi xe rắc hãy vào kênh Vũ Tuấn xe rắc các bạn. Vũ Tuấn xe rắc tham quan tham khảo nha các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Vũ Tuấn. Sáu hai bảy hai hai con cây bảy hai bảy hai đang tiếp cho GT pha phóng bóng rồi không qua lưới. Lắc đầu. 3-7. Quá hay cho bước thêm 8-3. 8-3 đội sân. Bước thêm Cường Kem Quang Messi. Bộ 3. Messi. Si. 8-3. Rambay. Một pha tuyệt vời rồi cho Phước Tim. 4-8. Trời ơi, cô Thủy thấm ghế, sắm ghế nhiều ghế như vậy. Sắm ghế toàn thấy thua, sắm hoài. Bóng tốt. 5-8. GT nói chuyện lên rồi các bạn à. Quá hay chú đẹp trai. Càng ngày út đẹp trai thủ càng hay. GT cảm giác đứt nước rồi các bạn à. 6-8. Mới có nửa đường thôi. 15 mới tới nha. 6-8. Chưa biết điều gì đang xảy ra đâu. 6-8.
6, 8. Bảy tám bảy tám sau khi đổi sân là 8283, bây giờ là 78 rồi nha các bạn. Tám đều. Tám đều. Tám đều. Tám đều. Một pha đẳng cấp của Phước Tim. Một pha trượt đầu đẳng cấp của Phước Tim. Pha bóng vừa rồi 9-8. Gơ tay và Úc đẹp trai. Từng có một cái kèo gạt 84 kỳ 12m đổi sân, người ta 13-8 luôn. Không thể tin nổi. Còn đây gạt 83, còn hiện tại bây giờ là 9-8 chơi ngược lại rồi. Chín đều. Một pha chồng đầu của Cường Kem. Chín đều. Lại một pha lỗ số 2 rồi của Phước Tim, quá hay. 10-9. Một pha lỗ số 2 rồi, quá hay cho Phước Tim. 10-9, Úc đẹp trai đứng hình luôn. Quá hay cho Cường Kem. Một pha nỗ lực cứu bóng rồi của Cường Kem. Gờ tay đánh bóng ra ngoài. 11-9. Ôi cơ mỗi canh gờ tay rồi. Tranh thủ thời gian. Libro và Libro. Chai nóng và chai lạnh 135.000 một chai. Chai đầu mỏi và gáy 145.000 một chai. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Mười một trên. Cái lưỡi.
12 trên. Mười hai chân. Mười hai chân. Mười ba chân. Gờ tay lại la Út đẹp trai nữa rồi các bạn. Út đẹp trai chỉ biết cười và cười thôi. Mười ba chân. Mười bốn chân. Tám ba đổi sân lên con điểm một. Mười mười bốn bóng ra ngoài. Mười một mười bốn. Mười một mười bốn. Tại đó chơi bành cuối cùng. Chơi bành cuối cùng quá hay. Bóng leo về lưới và rớt ngay dây liêm. 15-11 kết thúc chương trình đài truyền hình đến hết. Xin chúc mừng bên ba Phước Tim, Cường Kem, Quang Messi vào bờ. 15-11.